Xin chào quý vị khán giả của Audio Hà Nội TV. Thương hiệu Emotiva được sáng lập bởi Dan Loftman, có trụ sở tại Mỹ, chính thức đi vào hoạt động từ năm 2013. Emotiva là một thương hiệu audio hi-fi. Họ không chú trọng phát triển những thiết bị âm thanh hàng trăm triệu đồng, nhưng mỗi khi mà sản phẩm của họ ra mắt thị trường thì đều có chất lượng của một sản phẩm high-end. Chính vì thế, cái tên Emotiva là sự lựa chọn của không ít audiophile trên khắp thế giới. Trong chương trình ngày hôm nay, Audio Hà Nội TV xin giới thiệu đến quý vị khán giả mẫu power âm ly Emotiva XPA7 Gen 3, một thiết kế hoàn hảo cả về vẻ ngoài đến chất lượng trình diễn âm thanh, được sản xuất bởi Emotiva và họ tự hào giới thiệu đến với người dùng. Hy vọng những thông tin cung cấp tiếp theo đây sẽ giúp quý vị khán giả lựa chọn được một chiếc âm ly đa kênh, chất lượng cao với mức giá vô cùng phải chăng. Xin chào quý vị và các bạn, trong hệ thống âm thanh xem phim chuyên nghiệp hay tại gia thì chiếc âm ly đa kênh được xem là linh hồn của hệ thống. Nhiều audiophile có thể lựa chọn một mẫu âm ly tích hợp đa kênh hoặc một mẫu power âm ly kết hợp với pre-âm ly để phối ghép với loa, tạo thành hệ thống home cinema chất lượng. Nhưng mỗi lựa chọn sẽ có những ưu và nhược điểm riêng. Nếu quý vị muốn lựa chọn một mẫu power âm ly với sức mạnh đáng đầu tư, thì power âm ly Emotiva XPA7 Gen 3 được xem là một sản phẩm hoàn hảo dành cho mọi hệ thống âm thanh đa kênh. Bằng chứng là khả năng tái tạo âm thanh được nhiều chuyên gia đánh giá là vượt qua mức giá bán và những thiết bị cùng loại trong cùng tầm giá. Emotiva XPA7 Gen 3 là thành viên thuộc dòng âm ly đa kênh XPA thế hệ thứ 3, được ra đời thay thế cho dòng sản phẩm Emotiva XPA Gen 2, được chính thức bán ra thị trường vào năm 2016. Mẫu âm ly công suất 7 kênh này được thừa hưởng đầy đủ những tinh hoa của người tiền nhiệm cùng với những cải tiến mới của dòng XPA Gen 3 để đem đến cho người dùng sản phẩm tốt hơn, xứng đáng hơn với số tiền đầu tư của họ. Nếu như ở dòng Bát X của Emotiva, các sản phẩm có thiết kế gọn gàng, mỏng nhẹ, thì power âm ly Emotiva XPA7 Gen 3 cùng với các sản phẩm dòng XPA thế hệ thứ 3 có một vẻ ngoài cao lớn và đồ sộ hơn. Thương hiệu Emotiva thiết kế phần khung máy cho các sản phẩm dòng XPA Gen 3 gần như giống nhau hoàn toàn. Mẫu power âm ly Emotiva XPA7 Gen 3 sở hữu một khung máy chắc chắn được làm từ kim loại có độ bền cao, mặt trước là nhôm phay xước và được hoàn thiện bằng một lớp sơn màu đen duy nhất sẽ là lớp áo giáp chắc chắn, bảo vệ an toàn cho hệ thống bo mạch bên trong và chống nhiễu xạ hiệu quả. Các mẫu power âm ly đa kênh trong dòng XPA Gen 3 được thiết kế khá giống nhau, không chỉ ở hình thức bên ngoài mà còn cả thiết kế mạch bên trong, chỉ khác nhau về số lượng kênh của sản phẩm. Là mẫu âm ly công suất 7 kênh, Emotiva XPA7 Gen 3 mang đầy đủ những đặc điểm của thiết kế kỹ thuật cũng như cải tiến công nghệ ưu việt, sẽ là một thiết bị vô cùng ấn tượng dành riêng cho những trải nghiệm xem phim sống động và cuốn hút. Thiết kế của Emotiva XPA7 Gen 3 thật sự đơn giản với bảng điều khiển ở mặt trước, chỉ gồm một nút standby giúp chuyển thiết bị về chế độ tạm nghỉ để tiết kiệm năng lượng. Bên cạnh đó là 7 đèn LED sáng màu xanh dương biểu thị số kênh của power âm ly. Mặt trước của âm ly công suất này còn được in số kênh khuếch đại để người dùng có thể nhận biết được các sản phẩm dòng XPA Gen 3. Ở phía sau của power âm ly Emotiva XPA7 Gen 3, người dùng có thể thấy rõ các nắp che khe module khuếch đại trống. Mỗi mẫu power âm ly này có thể lắp tối đa 7 module tất cả. Mỗi module khuếch đại có 2 cổng đầu vào, một cổng RCA và một cổng XLR. Đầu vào được lựa chọn nhờ một nút switch gạt giữa hai cổng. Phía dưới hai cổng này là hai cọc đấu loa chất lượng cao, hỗ trợ người dùng kết nối với loa một cách tốt nhất. Ngoài ra, mẫu power âm ly Emotiva XPA7 Gen 3 cũng giống như các sản phẩm cùng dòng, đó là được trang bị một jack 12V trigger để tự động kích hoạt nhận dòng điện 12V từ thiết bị khác. Người dùng có thể kết nối mẫu power âm ly 7 kênh này với nguồn điện gia đình có điện áp 100V lẫn 250V. Phía sau máy, các kỹ sư của Emotiva còn thiết kế nút Circuit Break để ngắt mạch điện khi phát hiện sự cố nguồn điện, đảm bảo sự an toàn cho thiết bị. Loại module khuếch đại được dùng cho Emotiva XPA7 Gen 3 là 2 Power Single Channel Module. Các module khuếch đại 2 Power Single Module này được thiết kế mạch AB, trong khi module nguồn sử dụng mạch GRATH, có thể truyền tải công suất cực lớn lên tới 3 kW cho tất cả các kênh, đảm bảo nguồn điện dồi dào, từ đó có được chất lượng âm thanh tuyệt vời nhất.
Cùng với đó, công nghệ Swiss Smart Power Supply được phát triển dựa trên cấu trúc của mạch GRATH giúp cho Emotiva có được thành công lớn, một sự đột phá thực sự để những mẫu Omni đa kênh mà họ tạo ra luôn an toàn và có được hiệu năng cao nhất khi hoạt động. Việc sử dụng mạch GRATH đã giúp cho Power Omni Emotiva XPA 7 Gen 3 có công suất lớn, ít nóng và ít hao điện. Còn đối với bộ nguồn SMPS, các kỹ sư của Emotiva đã thiết kế lại để mạch nguồn GRATH không cần dùng đến biến áp nguồn hình xuyến và mạch tuyến tính thông thường, để giảm trọng lượng của sản phẩm so với những sản phẩm đời trước, đồng thời nhiễu tần số thấp cũng giảm hẳn đi. Tuy nhiên, mạch GRATH không phải là không có nhược điểm, đó là độ méo lớn hơn so với mạch GRATH AB. Do vậy, để được sự hoàn hảo nhất trong thiết kế của sản phẩm, Emotiva đã kết hợp hai mạch này, trong đó mạch GRATH AB để khuếch đại tín hiệu, mạch GRATH xử lý nguồn điện để vừa đảm bảo khả năng tiết kiệm điện, vừa đem đến chất âm tuyệt vời cho người nghe. Các kỹ sư Emotiva đã sử dụng mạch nguồn và mạch khuếch đại chất lượng cao cho Power Omni Emotiva XPA 7 Gen 3 nên đem đến sức mạnh thật sự ấn tượng để mẫu Omni công suất này có thể đánh tốt mọi cặp loa trên thị trường dù ở phân khúc Hi-Fi hay High-End. Khi được chơi một kênh, công suất là 300W trên kênh ở mức trở kháng 8 ohm và 550W trên kênh ở mức trở kháng 4 ohm. Khi chơi ở chế độ 2 kênh, công suất là 300W trên kênh ở mức trở kháng 8 ohm và ở mức trở kháng 4 ohm, công suất đạt 490W trên kênh. Khi đánh ở tất cả các kênh cùng một lúc, công suất đầu ra của Emotiva XPA 7 Gen 3 là 200W trên kênh ở mức trở kháng 8 ohm. Có thể thấy rằng đây là mức công suất thật sự ấn tượng, thể hiện sức mạnh của âm ly công suất đến từ Mỹ, đó chính là sự đầu tư kỹ lưỡng của nhà sản xuất Emotiva. Thưa quý vị và các bạn, vậy để có thể sở hữu một power âm đa kênh chất lượng thực sự có tốn kém không? Câu trả lời đó đã được chúng tôi gửi đến quý vị khán giả qua sản phẩm vừa rồi. Quý vị không cần phải đầu tư đến số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng, mà đôi khi chỉ cần vài chục triệu đồng là có thể lựa chọn được bộ khuếch đại công suất đa kênh chất lượng cao, không thua kém thiết bị high-end. Và Emotiva XPA 7 Gen 3 là một sản phẩm như vậy. Thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo của Audio Hà Nội TV.